Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Linh Hương. Thì thưa các bác, thì hôm nay thì bên nhà em Linh thì đang có mặt tại gia đình nhà anh Hoan ở cùng quê hương Yên Nam Định với bên nhà em Linh. Thì hôm nay thì em đang có mặt tại gia đình anh để lắp một cái bộ nội thất phòng thờ từ đường làm theo lối hiện đại. Thì các bác có thể nhìn bên trong, thì với cái thiết kế mà hai anh em sau khi mà đo đạc cũng như là tư vấn và thống nhất với nhau là làm một bộ vách phòng thờ, một bộ đại tự cố đối vuông, và đặc biệt là ở chính giữa này thì có để một chiếc bàn án gian thờ ngũ phúc kim tiền nhị cấp. Thì thưa bác, thì hôm nay thì bên nhà cháu Linh thì cũng vừa mới bàn giao xong cho gia đình nhà mình một cái bộ không gian phòng thờ từ đường của gia đình. Thì bác cho cháu xin cái ý kiến của bác về cái sản phẩm ngày hôm nay của cháu được không ạ? Như theo bố con tôi ấy, vâng, là lên đặt cách đây vài tháng rồi. Dạ vâng. Nhưng mà đến bây giờ là cái sản phẩm của anh đối với gia đình chúng tôi là thực tế là gia đình bố con tôi rất là ưng ý. Vâng. Dạ. Với cái sản phẩm này. Vâng. Ấy thì cháu cũng xin hỏi bác một chút là khi mà bác đi tham khảo các cái sản phẩm ở trên làng nghề, thì bác vào bên cơ sở nhà cháu Linh thì bác thấy cái chất lượng hàng đầu tiên mà bác cảm nhận được thì nó như thế nào? Sau khi mà đi một số nơi thì bố con tôi đến cửa hàng cháu Linh, là bố con tôi nhìn những cái sản phẩm của cháu Linh nó làm ra thì là bố con tôi ưng ý luôn. Vâng, dạ. Vâng. Thì hôm nay thì toàn bộ cái phòng thờ nhà mình là làm theo phòng thờ theo lối hiện đại, thì tất cả là có gồm cả vách phòng thờ này, bàn thờ, thì bác nhìn xem cả bàn thờ thần tài, thì tất cả cái combo này thì khi mà lắp đặt vào thì bác nhìn cái không gian phòng thờ nó cũng đúng theo cái nguyện vọng của mình không ạ? Vâng, rất là đúng ạ. Dạ. Vâng. Đấy thì qua đây thì cháu cảm ơn bác và gia đình đã dành cái sự tin tưởng bên cơ sở Đồ Gỗ Linh Hương. Chúc bác và gia đình mạnh khỏe các bác nhá. Vâng. Chúc cháu nhà hàng của cháu ngày càng phát triển thành đạt. Dạ vâng, chắc cảm ơn bác. Thì các bác có thể tham khảo cái mẫu không gian phòng thờ hiện đại theo lối như gia đình của anh Hoan ở cùng quê hương Yên Vang Linh, thì kết hợp vách phòng thờ, một bộ án gian thờ và một đại tự cầu đối vuông, thì khi mà lắp đặt vào trong không gian phòng thờ thì sẽ rất là đẹp và trang nghiêm. Thì cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi hết video ngày hôm nay. Mình xin chào và hẹn gặp lại.